sanh giải pháp mô đề tâm. Nguyện ly chư vọng nghiệp viên thắng vô thượng đạo. Kiên nhất là nhân kết các nhất đời. Nay đời có vật từ thân. Nguyện phạm nghiên có lời nữ nhiên. Hoàng như ngọc mù tại đi dì hãy sơ tâm đại nhân. Nguyện đời ta bảo Phật giáo chứng minh cho nữ nhi đời hoặc nhà ngọc nhà vào nhà thời gian ngày vận tay tự nhiên cuộc đời mơn vơi địa chỉ ngủ đời hai năm đường ngang nhà mười sáu chương dương hoan kim Hà Nội thủ đô Việt Nam quốc. Nay đời tự duyên nguyệt lão xe duyên cập trì. Nguyện đời nhật nguyệt sói sáng càng khôn chuyện dân. Nguyện đôi trẻ được đồng tâm hiệp sư. Các chiếc bạc chặt nguyện đời nhật nguyệt sáng soi chứng minh chịu giam. Bất miền dài lao. Nhược quang Bồ Tát, Nguyệt quang Bồ Tát tôi chứng minh đôi trẻ và tán gian các trường. Lòng thành tới lễ mọn nay tới hương hoa phổ cung dường ngụ tại. Tam bảo chung chương ngôn tông tình sàng ngụ tại Việt Nam quốc hòa bình tĩnh lương sơn. Nguyện sơn xa hoa cơ phụng nghi chi lệ. Nam mô Hương Cụng Dương Bồ Tát, Nam mô Hương Cụng Dương Bồ Tát, Nam mô Hương Cụng Dương Bồ Tát. Nam mô Tát. Như là đảnh lễ Nam Mô Đức Kim Tòa Đạo Tràng Phật Pháp Tăng Tam Long. Như là đảnh lễ Nam Mô Đức Kim Tòa Đạo Tràng Phật Pháp Tăng Tam Long. Như là đảnh lễ Nam Mô Đức Kim Tòa Đạo Tràng Phật Pháp Tăng Tam
Vô đồ
Nói gia đình thì là một tiên gặp mà là chất lượng để xây dựng nên nền móng xã hội, phải không nào? Ví như vậy cho các vị dễ hiểu, gia đình là một tiên gặp góp phần để xây dựng một cái nền móng của xã hội. Mà xã hội tươi sáng thì đời sống đạo đức con người nó cũng nâng cao.